Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đã có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà có diện tích ngang 5, dài 20, mặt tiền đường. Ở đây đang mở tiệm spa, kinh doanh buôn bán. Ở đây mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán được nhiều ngành nghề nhé. Đây là con đường chính vào căn nhà này. Đường nhựa trước nhà là đường 10m. Căn nhà này có hướng Tây Nam, diện tích là ngang 5, dài 20m. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đây là mặt tiền trước của căn nhà nhé. Vị trí kinh doanh buôn bán đắc địa, ngang 5, dài 20. Chủ nhà đang mở spa. Phía sau đang có 2 phòng trọ cho thuê. Thu nhập mỗi tháng cho thu nhập tầm khoảng hơn 2 triệu. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Nhà ngang 5, sâu 20. Hiện chủ nhà đang kinh doanh buôn bán mở spa, dịch vụ làm đẹp cho các chị em ở đây nhé. Phía sau nhà mình có phòng trọ này. Phía sau nhà mình đây có 2 phòng trọ cho thuê. Thu nhập mỗi tháng tầm khoảng 2 triệu đồng nhé. Căn nhà này cách ngã tư Chiêu Liêu chỉ đâu đó tầm khoảng 1 km thôi nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem nhà, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ dẫn vào xem. Đây, hiện chủ nhà đang kinh doanh làm đẹp spa cho các anh chị nhé. Nhà này thuộc phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư Chiêu Liêu, Tân Đông Hiệp chỉ khoảng 1 km thôi. Anh chị nào đang có nhu cầu bên mở kinh doanh buôn bán spa, vừa ở vừa mở spa, vừa cho thuê trọ, có thu nhập hàng tháng luôn nhé. Đường phía trước này, phía trước là đường nhựa thông 10m. Đường nhựa thông 10m nhé. Phía trên này trần trí thì cao này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, dài 20, tọa lạc tại phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách con đường Lê Hồng Phong chỉ đâu đó tầm khoảng 300m thôi. Cách ngã tư Chiêu Liêu khoảng 1 km, cách ngã ba cây Điệp khoảng 2 km. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em Sơn theo số điện thoại trên màn hình để em dẫn đi xem nhé. Phòng khách này, phía sau mình đây có phòng vệ sinh nhé. Đây có thêm một phòng trọ phía sau. Rồi mình lấy lại sử dụng luôn này. Quý vị có nhu cầu cho thuê thì ngăn ở đây mình cho thuê được luôn nhé. Ở đây là cho thuê tầm khoảng 1 triệu 2 trên một tháng trên một phòng tại đây. Đây chủ nhà đang nói là cho thuê 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8 nhé. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em để em dẫn vào xem. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu mức giá là 3 tỷ 500 triệu đồng. Giá vẫn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Đây, view kinh doanh rất là tốt nhé. Trên đây có thêm 2 phòng ngủ nữa. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem, em dẫn xem trực tiếp ở trên luôn. Bây giờ mình chỉ quay sơ sơ ở dưới thôi nhé. Đường phía trước này, phía trước kinh doanh buôn bán này, phía trước là tiệm
thuốc này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.